Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, miền Bắc đang ở trong những ngày đầu đông nên thời tiết duy trì ổn định, trưa chiều nắng hanh với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới 24 độ. Đến đêm và sáng sớm thì do phát xạ nhiệt nên nhiệt độ giảm nhanh, chỉ còn từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ và những nơi núi cao thì còn dưới 5 độ, đề phòng hiện tượng sương muối xuất hiện. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay ở mức là 23 độ, cùng với độ ẩm giảm thấp nên trời hanh khô, rất khó chịu. Đến tối khi mà nắng tắt thì nhiệt độ giảm dần, chỉ khoảng 15-16 độ, sau đó giảm thêm khi về đêm muộn và sáng sớm mai. Quý vị chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe khi đợt rét khô sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Với các tỉnh thành phố miền Trung, trong trưa chiều nay trời chỉ còn nhiều mây ở khu vực Trung Trung Bộ, còn lại thì có nắng về chiều. Nhiệt độ ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng là từ 22 cho đến 25 độ. Từ Đà Nẵng cho tới Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất là 24 đến 27 độ. Còn ở các tỉnh thành từ Bình Định trở vào tới Bình Thuận thì nhiệt độ ở mức cao 28 đến 30 độ. Như tại thành phố Đà Nẵng, trong hôm nay trời nắng ráo, thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân sau một đợt mưa kéo dài vừa qua. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên nhiệt độ vẫn còn ở mức thấp, ngày đêm dưới ngưỡng 25 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay trời ít mưa có nắng, với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 25 đến 28 độ, tại Nam Bộ là từ 29 cho đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong xu thế tạnh ráo tại các tỉnh thành phía Nam. Trong ngày trời có nắng với mức nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ quanh mức là 30 độ. Đến tối giảm về còn 24-25 độ, sau đó thì giảm thêm khoảng 1-2 độ trong khoảng thời gian từ 1 giờ cho đến 4 giờ sáng mai, tiết trời sẽ hơi se lạnh. Một lưu ý đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành miền Nam là chiều cường đang ở mức cao, có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động giao thông của người dân. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 3 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! We'll be right back.